sách tủ sách ôn luyện trung học phổ thông quốc gia, đánh giá năng lực các trường đại học bách khoa, đại học quốc gia Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Truy cập ngay shopee.vn gạch chéo Việt sách. Cô gửi lời chào đến tất cả các em học sinh. Như vậy thì năm chủ điểm kiến thức của chương trình ngữ văn lớp 12, bộ kết nối tri thức với cuộc sống tập 1 của chúng ta đã kết thúc. Trong bài học này, cô sẽ hướng dẫn các em đi ôn tập học kỳ 1 Trước tiên, chúng ta hãy cùng nhau tiến hành hệ thống hóa kiến thức đã học thông qua các câu hỏi trong sách giáo khoa kem nhé. Câu hỏi số 1. Lập bảng tổng hợp về những loại văn bản và thể loại văn học đã được học trong sách giáo khoa ngữ văn 12 tập 1, kể tên các tác phẩm cụ thể thuộc từng loại, thể loại đó. Với câu hỏi số 1 thì các em có thể mở lại mục lục của sách để xem xem là chúng ta đã được cùng nhau tìm hiểu những thể loại văn bản nào và các tác phẩm mà chúng ta được tìm hiểu về thể loại đó. Với câu hỏi số 1, các em có thể quan sát mẫu bảng của cô như sau. Với thể loại tiểu thuyết, chúng ta đã được học các tác phẩm Xuân tóc đỏ cứu quốc, Nỗi buồn chiến tranh và Trên xuồng cứu nạn. Với thể loại thơ, chúng ta được đọc hiểu ba văn bản Cảm hoài, Tây tiến và Đàn guitar của Loca. Với thể loại văn bản nghị luận, chúng ta được tiếp cận với bốn văn bản Nhìn về vốn văn hóa dân tộc, năng lực sáng tạo, mấy ý nghĩ về thơ, cảm hứng và sáng tạo. Với thể loại truyện, chúng ta được tiến hành đọc hiểu hai văn bản, hải khẩu linh từ và muối của rừng. Cuối cùng là thể loại kịch, chúng ta được tìm hiểu ba văn bản, nhân vật quan trọng, dấu của và cẩn thận hão. Tiếp theo, chúng ta cùng đến với câu hỏi số 2. Nêu khái quát những kiến thức mới về loại văn bản, thể loại văn học được trình bày ở phần trí thức ngữ văn của từng bài học. Với yêu cầu của câu hỏi số 2, các em sẽ đọc lại toàn bộ phần trí thức ngữ văn của cả năm bài và tiến hành hệ thống lại kiến thức loại văn bản, thể loại văn học về việc hệ thống lại toàn bộ kiến thức của cả chủ điểm năm bài các em sẽ thực hiện nhiệm vụ này nhé còn sau đây thì cô sẽ nhấn mạnh lại cho các em một số những cái lưu ý về những cái chi thức lý luận như sau thứ nhất là các em cần phải phân biệt tiểu thuyết với sử thi và chuyện ở đây thì chúng ta sẽ xem lại khái niệm chuyện được dùng trong sách giáo khoa thì nó chỉ mang cái tính quy ước tương đối và nếu sử dụng dễ dãi sẽ dẫn đến cái sự xóa nhòa ranh giới giữa tiểu thuyết với những tác phẩm văn xuôi tự sự mang tính hư cấu khác Thứ hai, đó là những đặc trưng của tiểu thuyết hiện đại được rút ra qua sự so sánh toàn diện với tiểu thuyết cổ điển. Cái thứ ba, đó là logic kiến tạo thế giới siêu thực trong thơ siêu thực hoặc thơ chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa siêu thực. Cái thứ tư, đó là hiện tượng đan xen giao hòa giữa các phong cách sáng tác trong một số tác phẩm thơ cụ thể và nguyên nhân dẫn đến hiện tượng đó. Cái thứ năm là kem cần phải lưu ý về cái sự khác biệt trong cách sử dụng yếu tố kỳ ảo giữa các sáng tác thuộc văn học dân gian, văn học thời trung đại và văn học hiện đại và lý do cần phải chia ra hai nhóm thao tác thường được sử dụng cho văn bản nghị luận, đó là thao tác nghị luận đặc thù và thao tác bổ trợ cho việc nghị luận thì các em cũng cần phải phân biệt rõ. Và cuối cùng là những điểm cơ bản phân biệt một tác phẩm hài kịch với những vở kịch có yếu tố hài. Tiếp theo là câu hỏi số 3. Lập bảng đối sánh phong cách cổ điển, phong cách hiện thực và phong cách lãng mạn trong sáng tác văn học, nêu tên một số tác phẩm cụ thể thuộc từng phong cách đó, không giới hạn tác phẩm được học trong sách giáo khoa Ngữ văn 12 tập 1. Với câu hỏi số 3 thì cô sẽ đưa ra một cái mẫu bảng để cho các em tham khảo như sau. Trong bảng này của chúng ta sẽ gồm có bốn cột. Cột thứ nhất là cột tiêu chí, bao gồm có các tiêu chí như sau: quá trình phát triển, thời kỳ thịnh hành, đặc điểm, những đóng góp cho lịch sử văn học của phong cách sáng tác và cuối cùng là các tác phẩm mà các em có thể lấy ví dụ. Cột thứ hai là phong cách cổ điển, cột thứ ba là phong cách hiện thực và cột thứ tư là phong cách lãng mạn. Dựa vào những gợi dẫn của cô, các em sẽ hoàn thiện bảng này nhé. Tiếp theo, chúng ta cùng đến với câu hỏi số 4. Nêu các nội dung thực hành tiếng Việt đã thực hiện trong học kỳ 1 và làm rõ tác dụng của các nội dung thực hành ấy đối với việc đọc hiểu văn bản ở từng bài học. Với những yêu cầu của câu hỏi số 4, Kem có thể thực hiện như sau. Đầu tiên là biện pháp tu từ nói mỉa và nghịch ngữ chúng ta được học trong chủ điểm bài số 1, có tác dụng trong việc tìm hiểu tiếng cười trào phúng trong đoạn trích Xuân tóc đỏ cứu quốc. Qua việc nắm được lý thuyết về nói mỉa và nghịch ngữ, độc giả có thể hiểu được vì sao tiểu thuyết số đỏ của Vũ Trọng Phụng được xem là một tiểu thuyết hoạt kê ghê gớm có thể làm vinh dự cho một nền văn học Thứ hai là biện pháp tu từ trong thơ, ở bài số 2 sẽ hỗ trợ các em việc đọc hiểu một văn bản thơ. Chúng ta đều biết rằng về khía cạnh hình thức nghệ thuật thì biện pháp tu từ chính là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng khi mà chúng ta tìm hiểu một tác phẩm thơ. Thứ ba là lỗi logic, lỗi câu mơ hồ và cách sửa ở chủ điểm bài số 3 sẽ giúp cho việc đọc hiểu các văn bản thơ và văn bản nghị luận đạt hiệu quả tốt hơn. Và cuối cùng là phân tích đánh giá nghệ thuật sử dụng điển cố trong tác phẩm văn học ở bài số 4 sẽ hỗ trợ đắc lực cho việc tìm hiểu chuyện truyền kỳ hại khẩu linh từ trích đèn thiêng cửa bẻ của đoàn thị điểm, một tác phẩm đã sử dụng rất nhiều điển cố theo thi pháp của văn học viết Việt Nam thời kỳ trung đại. Tiếp theo là câu hỏi số 5. Xác định những yêu cầu chung và yêu cầu riêng của các kiểu bài viết được thực hiện ở bài 1, 2 và bài 4 bằng một sơ đồ phù hợp với câu hỏi số 5, các kem có thể tham khảo mẫu bảng sau về yêu cầu chung với cả ba kiểu bài thì kem sẽ đều phải đảm bảo bố cục rõ ràng và đưa ra được những bằng chứng cụ thể bên cạnh đó chúng ta sẽ cần phải có những cái yêu cầu riêng đối với từng kiểu bài và kem có thể quan sát ở cột thứ ba về những yêu cầu riêng cụ thể đối với từng kiểu bài kem nhé tiếp theo chúng ta đến với câu hỏi số 6 chỉ ra những yêu cầu mới của việc viết một báo cáo nghiên cứu ở bài năm so với việc viết các báo cáo nghiên cứu ở lớp 10 và lớp 11. Trong câu hỏi này chúng ta sẽ cần phải nhớ lại kiến thức mà chúng ta đã được học trong chương trình lớp 10 và lớp 11, cụ thể đó là về viết cái dạng bài báo cáo nghiên cứu chúng ta sẽ sử dụng cái thao tác so sánh để thấy được là ở chương trình lớp 10 và lớp 11 thì chúng ta viết báo cáo nghiên cứu về một vấn đề tự nhiên xã hội theo các cái đề tài mang tính cụ thể, giới hạn ở một số đối tượng đơn lẻ thôi. Nhưng ở lớp 12 thì cùng hướng về một vấn đề tự nhiên xã hội nhưng lựa chọn các đề tài mang tính khái quát hơn để viết báo cáo nghiên cứu Bên cạnh việc vận dụng các kỹ năng và thao tác nghiên cứu cơ bản từng được làm quen với yêu cầu viết ở đây phải xây dựng những luận điểm thể hiện được khả năng làm chủ của mình trước một khối lượng dữ liệu phong phú và phức tạp về đối tượng và câu hỏi cuối cùng câu hỏi số 7 nêu những nội dung của hoạt động nói và nghe được thực hiện trong học kỳ 1 với câu hỏi này thì kem chỉ đơn thuần là hệ thống lại các dạng bài mà chúng ta đã được thực hành nói và nghe trong chương trình học kỳ 1 ở bài số 1 kem đã trình bày kết quả so sánh đánh giá hai tác phẩm truyện Bài số 2 là trình bày kết quả so sánh, đánh giá hai tác phẩm thơ. Ở bài số 3, các em thực hiện thuyết trình về một vấn đề liên quan đến tuổi trẻ. Bài số 4 trình bày về việc vay mượn cải biến sáng tạo trong một tác phẩm văn học. Và bài số 5 là trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu về một vấn đề tự nhiên hoặc xã hội. Sau khi chúng ta vừa thực hiện xong 7 câu hỏi để hệ thống lại toàn bộ kiến thức trong năm chủ điểm, tiếp theo chúng ta cùng đến với phần luyện tập và vận dụng. Trước tiên, chúng ta cùng nhau đi luyện tập kỹ năng đọc các em hãy cùng đọc văn bản trong sách giáo khoa mang tên Bình đựng lệ của tác giả Chế Lan Viên. Sau đây thì cô sẽ hướng dẫn các em tiến hành trả lời các câu hỏi có liên quan đến văn bản đọc hiểu này nhé. Câu hỏi số 1, có thể xếp bài thơ Bình đựng lệ vào loại thơ tượng trưng được hay không? Vì sao? Với câu hỏi này chúng ta cần phải quan tâm đến loại thơ tượng trưng ở đây thì chúng ta thấy bài thơ bình đựng lệ là một bài thơ chất chứa những cái suy tư chiêm nghiệm chăn trở về cuộc đời cũng như về tình yêu đồng thời thể hiện một cái tâm hồn nghệ sĩ đa cảm và tinh tế ngoài ra thì hình tượng trung tâm của bài thơ được thể hiện ngay ở nhan đề là một cái biểu tượng đa nghĩa đó là bình đựng lệ các chi tiết thì mang tính miêu tả tạo hình về đối tượng thể hiện một cái vốn văn hóa tổng hợp của tác giả về thần thoại về tôn giáo triết học và văn học Bên cạnh đó, thì hình tượng được mở rộng theo trường liên tưởng về thời gian, không gian, vượt chi giác thông thường, vượt ra khỏi tầm kiểm soát của con người. Chính vì thế, Bình đựng lệ chính là một bài thơ tiêu biểu cho phong cách thơ tượng trưng của tác giả chế Lan Viên. Tiếp theo câu hỏi số 2. Theo hiểu biết của em, hình ảnh bình đựng lệ có thể gợi nhớ đến những câu chuyện cổ nào? Với câu hỏi số 2, chúng ta sẽ cần phải hồi tưởng và nhớ lại, cũng như là vận dụng những cái hiểu biết của bản thân để tiến hành liên hệ với câu hỏi số 2 các em có thể trả lời như sau. Hình ảnh bình đựng lệ có thể gợi liên tưởng đến câu chuyện cổ nghìn lẻ một đêm hoặc các bộ phim giả tưởng khai thác chủ đề đánh thức người cổ đại. Câu hỏi số 3. Bình đựng lệ là biểu tượng của cái gì? Em căn cứ vào đâu để xác định những hàm nghĩa của biểu tượng này? trong tác phẩm thì bình đựng lệ là biểu tượng cho nỗi đau muôn thuở của con người nhắc nhở chúng ta luôn nhớ về sự hữu hạn của cuộc sống và của những cái biết mà nhân loại đã đạt tới để có thể xác định được hàm nghĩa của biểu tượng này chúng ta có thể căn cứ vào cái thứ nhất đó là việc tác giả sử dụng kết hợp từ lệ ở đây tức là để chỉ nước mắt biểu tượng cho những cái đau khổ bất hạnh đốn đau của con người và bình ở đây là một cái vật chứa bình đựng lệ là nỗi đau được người xưa nhốt lại và để quên để vứt bỏ Đồng thời thì các chi tiết nói về sự xuất hiện trở lại của chiếc bình trước đôi mắt ngỡ ngàng của hậu thế, nỗi đau luôn gắn với cuộc sống của nhân loại, nó vẫn ở đó, vẫn cười, mãi song hành với con người và thường hiện ra như một ám ảnh mỗi khi chúng ta đối diện với cái sâu thẳm không tên của thời gian. Như vậy thì bình đựng lệ là biểu tượng cho nỗi đau muôn thuở của con người, nhắc nhở chúng ta luôn nhớ đến cái sự hữu hạn của cuộc sống và những cái biết của nhân loại. Tiếp theo là câu hỏi số 4. Tìm những câu thơ thể hiện nhận thức của tác giả về sự tồn tại vĩnh cửu của bình đựng lệ. Tác giả phát biểu nhận thức này dựa trên những trải nghiệm cá nhân nào. Với câu hỏi số 4, Kem có thể liệt kê một số chi tiết trong tác phẩm thơ để có thể thể hiện những nhận thức của tác giả về sự tồn tại vĩnh cửu của bình đựng lệ như sau. Thứ nhất, trước bình tuột khỏi tay nhân loại, lại về trở lại, nằm kia. Ờ, thế mà chẳng có gì mất hết, trước bình kia vẫn còn. Nét hoa văn vẫn cười. Chiếc bình xưa vẫn đó, người này vứt để quên, người kia cầm lại nhớ. Thời này dù vứt bỏ thì thời kia nhặt lên. Tác giả đã phát biểu dựa trên những trải nghiệm cá nhân. Đầu tiên là những trải nghiệm về thơ ca và triết học. Thứ hai là những trải nghiệm trong cuộc sống của cá nhân. Đó là việc nỗi đau vẫn luôn luôn là một cái gì đó rất khó giải thích, khó cảm nhận hết. Từ đó, con người cần phải hiểu đúng và trân trọng nỗi đau bởi vì nó dường như là một phần tất yếu của đời sống nhân loại. Tiếp theo, chúng ta đến với câu hỏi số 5 thủ pháp đối lập đã được tác giả vận dụng như thế nào và đạt hiệu quả nghệ thuật gì trong bài thơ thì thủ pháp đối lập đã được tác giả vận dụng hiệu quả đó là việc đối lập là thủ pháp chủ đạo trong toàn bộ bài thơ ở phần mở đầu chúng ta thấy ngay hình ảnh đối lập đầu tiên đó là chiếc bình tuột khỏi tay nhân loại lại về trở lại ở phần triển khai ý tưởng tiếp tục xuất hiện sự đối lập đứng trước chiếc bình con vẫn cứ bàng hoàng và ở phần kết thúc thời này dù vứt bỏ thì thời kia nhặt lên đồng thời là sự đối lập giữa các phương diện chủ yếu giữa cái trừu tượng với cái cụ thể từ sâu thẳm không tên với vớt lên bình đựng lệ sự đối lập giữa mong muốn chủ quan với thực tại chớ treo ở hai chi tiết lấp vùi trong lãng quên với chiếc bình nằm kia sự đối lập giữa cái cực đại với cái cực tiểu ở hai chi tiết giáp mặt nghìn lần cùng cái chết và đứng trước chiếc bình con vẫn cứ bàng hoàng sự đối lập giữa sự tàn phá của thời gian với sự tồn tại kiên gan của đối tượng vỏ ốc hóa vôi rễ cây bám bình hóa thạch đối lập với nét hoa văn vẫn cười và cuối cùng là sự đối lập giữa thái độ đào sâu trôn chặt với thái độ trân trọng nâng niu ở hai câu thời này dù vứt bỏ đối lập với thời kia nhặt lên việc sử dụng thủ pháp đối lập trong tác phẩm có hiệu quả thứ nhất là để tạo ấn tượng về các thông điệp mà nhà thơ muốn gửi gắm sau đó là tạo ra những trường liên tưởng đối lập và từ đây gợi cho người đọc truy tìm ý nghĩa ẩn sâu của các câu thơ, hình ảnh thơ về các vấn đề đời sống được đặt ra. Từ đây, chúng ta có thể khẳng định rằng, đối lập chính là thủ pháp đặc trưng của thơ ca tượng trưng và siêu thực. Tiếp theo, câu hỏi số 6. Nếu nhận xét về màu sắc nghị luận của bài thơ thông qua một số dấu hiệu hình thức mang tính đặc trưng. Với câu hỏi số 6, các em có thể trả lời như sau. Màu sắc nghị luận của bài thơ thông qua một số dấu hiệu hình thức mang tính đặc trưng đó là tác giả đã sử dụng nhiều dấu hiệu hình thức để thể hiện quan điểm và tư tưởng của mình về cuộc đời, về con người. Đầu tiên là sự trực tiếp bày tỏ. Tôi từ xứ lắm bom, giáp mặt nghìn lần cùng cái chết, đứng trước trước bình con, vẫn cứ bàng hoàng. Ô, ta đã nghe giao giảng về hư vô, cho tàn, gió rét, ăn miếng buồn trong thơ, uống nỗi đau ở chiết. Thứ hai là ở giọng điệu bi tráng, thống thiết, phận uất cùng với những hình ảnh ẩn dụ, biểu tượng, tương phản đã góp phần thể hiện nội dung tư tưởng của bài thơ. Và cuối cùng, là ngôn ngữ giàu sức gợi cảm, sử dụng nhiều phép tu từ đã làm cho bài thơ thêm phần sinh động và hấp dẫn hơn. Câu hỏi cuối cùng, câu hỏi số 7, viết đoạn văn khoảng 200 chữ bày tỏ thái độ đồng cảm hay không đồng cảm của em đối với nỗi niềm và nhận thức của tác giả được bộc lộ trong bài thơ. Với câu hỏi số 7 này yêu cầu chúng ta thực hiện viết một đoạn văn với dung lượng khoảng 200 chữ ở đây thì đề bài mang tính mở, chính vì thế các em có thể tự do thể hiện cái quan điểm của mình là đồng tình hoặc là không đồng tình đối với cái vấn đề được đặt ra trong tác phẩm. Với đề bài này các em có thể có nhiều cách triển khai, tuy nhiên cần phải đảm bảo một số những cái yêu cầu nhất định về nội dung và hình thức như sau. Thứ nhất là về yêu cầu nội dung, các em phải bày tỏ được thái độ đồng cảm hoặc là không đồng cảm đối với nỗi niềm và nhận thức được tác giả bộc lộ bày tỏ trong bài thơ. Thứ hai là lý giải vì sao các em lại đồng cảm hoặc là không đồng cảm với những cái nỗi niềm và nhận thức được tác giả bộc lộ qua bài thơ như vậy. Và cuối cùng là đánh giá những cái nỗi niềm và nhận thức đó. Về mặt hình thức, cần phải đảm bảo quy cách của một đoạn văn với dung lượng độ dài khoảng 200 chữ và trong khi viết, hạn chế mắc các lỗi chính tả và các lỗi diễn đạt các em nhé. Sau khi chúng ta đã cùng nhau thực hiện xong phần đọc, tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang nội dung của phần viết. Ở phần viết này, trong sách giáo khoa đặt ra cho các em 5 đề bài như sau. Đề bài số 1. Viết bài văn nghị luận so sánh đánh giá hai tác phẩm truyện cùng sáng tác về một đề tài hoặc cùng nói về một loại nhân vật. Đề 2. So sánh hai tác phẩm thơ cùng thể hiện chủ đề thiên nhiên, đất nước hoặc tình yêu đôi lứa được sáng tác theo những phong cách nghệ thuật khác nhau. Đề số 3. Phân tích đánh giá việc khai thác các chủ đề, hình tượng, mô típ của các sáng tác dân gian, ca dao, thần thoại, truyền thuyết, truyện cổ tích trong một tác phẩm văn học hiện đại. Đề số 4. Viết bài văn nghị luận về vấn đề thanh niên và việc xác lập giá trị sống. Đề số 5, xây dựng đề cương cho báo cáo nghiên cứu về một vấn đề liên quan đến sinh hoạt học đường. Với 5 đề bài được đưa ra, các em có thể lựa chọn bất cứ một đề nào mà các em cảm thấy tự tin và cảm thấy mình có thể làm tốt đề đó để thực hiện các em nhé. Và sau đây thì cô sẽ đưa ra cho các em một số những cái gợi ý cho từng kiểu đề và những cái dàn ý mẫu cho các kiểu đề này như sau. Với đề số 1, Uh, cần phải lựa chọn đề tài. Các em có thể lựa chọn các cái đề tài quen thuộc, được nhiều tác phẩm truyện khai thác, ví dụ như là lịch sử dân tộc, con người trong chiến tranh, nông thôn Việt Nam xưa và nay, hoặc là cuộc sống của giới trẻ. Các loại nhân vật thường gặp trong chuyện ví dụ như là hình tượng người chiến sĩ, người nông dân, trẻ em, hoặc là người ưa phiêu lưu mạo hiểm. Những yêu cầu cần đạt. Đối với đề số 1, ở phần mở bài, kem giới thiệu hai tác phẩm truyện được xác định là đối tượng của sự so sánh đánh giá, nêu mục đích và cơ sở của việc so sánh đánh giá đó. Thân bài cần triển khai các ý như sau, kem có thể quan sát trên màn hình. Và cuối cùng kết bài, kem nêu ý nghĩa của việc đánh giá các tác phẩm truyện khi đặt chúng trong tương quan so sánh. Ở đề bài số 2, vấn đề lựa chọn đề tài, kem có thể lựa chọn các tác phẩm viết về làng quê của Nguyễn Bính, của Đoàn Văn Cừ, của tác giả Anh Thơ, hay là các tác phẩm viết về tình yêu của Tagore. Full skin, Xuân Diệu, Xuân Quỳnh, đó đều là những cái tác giả nổi bật với những chủ đề mà cô vừa nhắc tới. Về yêu cầu cần đảm bảo, mở bài Kem sẽ giới thiệu ngắn gọn về hai tác phẩm thơ và nêu cơ sở lựa chọn để so sánh đánh giá. Thân bài Kem có thể triển khai các nội dung so sánh đánh giá theo những cách như sau. Chúng ta có tổng cộng là 3 cách. Mỗi cách đều có những cái ưu nhược điểm riêng. Kem sẽ cần phải lựa chọn một cách phù hợp để triển khai bài viết của mình nhé. Và cuối cùng phần kết bài, Kem khẳng định ý nghĩa của việc so sánh đánh giá cũng như nêu cảm nhận và ấn tượng của bản thân về các bài thơ. Ở đề bài số 3, về lựa chọn đề tài, kem sẽ phân tích, đánh giá việc khai thác chủ đề, hình tượng, mô típ của sáng tác dân gian, bao gồm các thể loại ca dao, thần thoại, truyền thuyết, truyện cổ tích trong một tác phẩm văn học hiện đại. Lưu ý là để không giới hạn thể loại của tác phẩm sẽ được chọn làm đối tượng phân tích đánh giá. Trước hết thì các em cần điểm lại những cái tác phẩm của văn học hiện đại mà chúng ta từng được học, có thể là thơ hoặc là chuyện, để xem xem là có tác phẩm nào thể hiện được vấn đề, nêu trong đề bài hay không. Tiếp đó, cần tìm đến những tác phẩm tương tự mà trong đó tác giả có sử dụng những chủ đề, những hình tượng và mô típ của sáng tác dân gian. Về yêu cầu, cần đảm bảo. Mở bài, các em phải giới thiệu ngắn gọn các thông tin về tác giả tác phẩm, trọng tâm vấn đề mà bài viết bàn luận. Thân bài, các em lần lượt triển khai các ý chính như trên màn hình. Kết bài, nêu ý nghĩa của việc tìm hiểu về sự khai thác các chủ đề, hình tượng, mô típ của sáng tác dân gian trong các tác phẩm văn học hiện đại và hướng khám phá tìm tòi tiếp theo. Với đề bài số 4, Trước tiên, các em cần xác định vấn đề, đó là việc thanh niên và việc xác lập các giá trị sống. Những yêu cầu các em cần đảm bảo trong kiểu bài này, đầu tiên mở bài cần giới thiệu được vấn đề thanh niên và việc xác lập giá trị sống. Thân bài lần lượt thực hiện các ý, giải thích các từ ngữ khái niệm để làm rõ vấn đề, cần bàn luận bao gồm các từ thanh niên và giá trị sống. Thứ hai là trình bày các khía cạnh của vấn đề, vì sao thanh niên cần xác lập giá trị sống? Vấn đề gợi những suy nghĩ và hành động như thế nào? Cần có những điều kiện gì để thanh niên xác lập giá trị sống? Thứ ba, các em cần bình luận về tính đúng đắn, thiết thực của vấn đề và việc xác lập giá trị sống của thanh niên, bác bỏ ý kiến trái ngược để củng cố quan điểm của mình và cuối cùng là định hướng hành động bản thân sau khi nhận thức được về vấn đề. Phần kết bài, các em khái quát lại ý nghĩa của vấn đề, liên hệ với đời sống thực tại và rút ra bài học cho bản thân. Cuối cùng là với đề số 5, các em cũng cần phải xác định được vấn đề nó liên quan đến sinh hoạt học đường và trong kiểu bài này các em cần phải đảm bảo được một số những cái tiêu chí như sau thứ nhất là giới thiệu được đề tài nghiên cứu về một vấn đề tự nhiên xã hội nêu được câu hỏi nghiên cứu tức là vấn đề mà chúng ta cần giải quyết thứ hai là trình bày được kết quả nghiên cứu thông qua hệ thống luận điểm sáng rõ phù hợp với các dữ liệu mà mình đã thu thập được thứ ba là thể hiện được một cái nhìn toàn cảnh về vấn đề nghiên cứu và quan điểm của người viết thứ tư là cần phải biết vận dụng các thao tác nghiên cứu cơ bản khai thác các nguồn tham khảo đáng tin cậy và cuối cùng là sử dụng hiệu quả sơ đồ bảng biểu, có thuyết minh các hình ảnh minh họa, có sử dụng những trích dẫn, cước chú và biết trình bày phần tài liệu tham khảo theo đúng quy định. Và kỹ năng cuối cùng trong phần luyện tập thực hành ngày hôm nay đó chính là kỹ năng nói và nghe. Các em sẽ tiếp tục chọn thực hiện theo nhóm học tập một trong các nội dung như sau. Nội dung số 1. Thuyết trình về một tác phẩm truyện, truyện ngắn, tiểu thuyết có cách tiếp cận và thể hiện mới mẻ đối với đời sống khát vọng của tuổi 20. Nội dung số 2, thuyết trình về mối quan hệ giữa vay mượn và sáng tạo trong sáng tác văn học. Qua phân tích một số tác phẩm cụ thể lấy từ văn học Việt Nam, bao gồm các thể loại thơ, truyện, kịch. Nội dung số 3, thảo luận về đề tài tôn trọng và bảo vệ quyền được phát biểu chủ kiến trước các vấn đề đời sống. Với phần nói và nghe này thì các em sẽ về nhà thành lập các nhóm để tiến hành lựa chọn ra một trong ba nội dung và tiến hành triển khai, thảo luận, thực hiện kỹ năng nói và nghe Kem em nhé. Sau đây thì cô sẽ đưa ra cho các em một cái mẫu bảng kiểm về tiêu chí đánh giá bài trình bày như sau. Trong bảng kiểm này, chúng ta sẽ gồm có các phần. Thứ nhất là phần nội dung của bài thuyết trình. Các em sẽ cần phải đảm bảo được những tiêu chí về cấu trúc, lập luận và diễn đạt. Thứ hai là về phần hình thức trình bày. Các em cần đảm bảo những tiêu chí về phong cách thuyết trình, slide minh họa và vấn đề về thời lượng. Những nội dung nào các em đã thực hiện được rồi thì tích vào cột đạt và những cái nào chưa thực hiện được thì tích vào cột chưa đạt để lấy làm cơ sở rút kinh nghiệm cho những bài trình bày tiếp theo các em nhé. Như vậy thì trong nội dung bài học ngày hôm nay, cô đã hướng dẫn các em hệ thống lại toàn bộ kiến thức trong chương trình ngữ văn lớp 12 Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1 và thực hiện những bài tập có liên quan. Cảm ơn tất cả các em học sinh đã lắng nghe và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các em trong những bài giảng tiếp theo. Khóa học về sách Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh Trải nghiệm ngay khóa học về sách